Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Tạm giam 7 cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Sau khi người nhà những đối tượng tàng trữ mua bán ma túy đem tiền đến, các cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cho về. Ngày 6 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam 7 cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin này cũng đã được công an quận Tân Phú và Ủy ban nhân dân quận Tân Phú xác nhận. Các cán bộ bị bắt gồm thiếu tá Phạm Thanh Tuấn, trưởng công an phường, trung tá Lê Văn Quý, phó trưởng công an phường, trung tá Lê Văn Hòa, phó trưởng công an phường, thượng úy Nguyễn Đăng Chiến, đại úy Nguyễn Đức Hiền, đại úy Võ Quang Kế và thượng úy Phạm Ngọc Vi. 7 bị can này bị khởi tố tạm giam về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo thông tin ban đầu, ngày 6 tháng 9 năm 2019, Lê Nhật Minh bị công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú bắt quả tang khi đang tàng trữ 20 viên thuốc lắc và 5 khay ma túy tổng hợp. Thượng úy Nguyễn Đăng Chiến là người lấy lời khai ban đầu của Minh, sau đó Minh được sử dụng điện thoại gọi cho người nhà đem 100 triệu đồng đến và được cho về. Sau vụ việc này, ngày 8 tháng 12 năm 2019, Lê Mạnh Cường bị công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú bắt quả tang do có hành vi tàng trữ 1,2 gam ma túy đá trong người. Sau khi được lấy lời khai, đại úy Nguyễn Đức Hiền đã gặp Cường yêu cầu đưa tiền sẽ giải quyết cho về nhà. Hiền cho Cường sử dụng điện thoại gọi người nhà đem 140 triệu đồng và 2 chỉ vàng đến. Hiền hướng dẫn Cường để tiền và vàng trong nhà vệ sinh. Sáng hôm sau, Hiền cho Cường về. Trong vụ việc này, những đối tượng như Lê Nhật Minh, Lê Mạnh Cường có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, nhưng các cán bộ công an phường đã làm thay đổi bản chất vụ việc sang sử dụng chất kích thích sau khi người nhà mang tiền đến. Vụ án đang được công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin tiếp theo. Người bán đan lạc khiến nam sinh đại học giao thông vận tải tử vong là trung úy công an. Trung úy công an ở Hà Nội mang súng nén hơi ra quán nước để thử khiến một nam sinh thiệt mạng. Chiều 3 tháng 11, Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết một trung úy công an hiện liên quan đến vụ nổ súng khiến nam sinh viên đại học giao thông vận tải tử vong. Theo tướng Sô, người này là trung úy Nguyễn Xuân Tờ, 29 tuổi, công tác tại huyện Ngoại Thành, Hà Nội. Công an Hà Nội đã ra quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với trung úy, người phát ngôn Bộ Công an cho hay. Theo ông Sô, trước khi xảy ra vụ án Nam Tê mua súng bắn chim dạng súng nén hơi trên mạng xã hội, tối 30 tháng 10 anh Tem mang súng ra quán nước trên phố Võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa để thử súng. Sau đó viên đạn bên trong bắn ra gâm súng. Anh Đức Anh, 21 tuổi, sinh viên Đại học Giao thông Vận tải. Chị Dung, người thân của nạn nhân cho biết, trước khi bị trúng đạn, anh Đức Anh đứng trước nhà nơi cách anh Tê thử súng khoảng 30 mét. Khi Đức Anh ngồi xuống thì viên đạn gâm trúng sườn và xuyên tim. Nhân chứng kể và cho hay, ngay sau đó chị cùng người thân đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng nam sinh viên không qua khỏi. Vụ nam sinh đại học giao thông vận tải trúng đạn lạc tử vong đã xác định danh tính người nổ súng. Liên quan đến vụ nam sinh đại học giao thông vận tải tử vong ngày 3 tháng 11, Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, Công an thành phố Hà Nội đã báo cáo vụ việc đến Bộ Công an. Theo tướng Sô, một thanh niên đã đặt mua một khẩu súng tự chế, sử dụng khi nén súng hơi trên mạng xã hội, rồi mang ra quán nước khoe với bạn bè vào khoảng 22 giờ đêm ngày 30 tháng 10. Danh tính người này được xác định là Nguyễn Xuân Tính, sinh năm 1991, thường trú quận Đống Đa, Hà Nội. Đồng thời Tính cũng khoe về việc trước đó đã mang khẩu súng này đi bắn chim. Theo báo cáo ban đầu, người này không biết trong súng vẫn còn đạn, nên trong quá trình khoe đưa súng lên bóp cò và đạn nổ. Sau khi nghe tiếng súng nổ thì người này cũng thấy phía bên kia đường cách khoảng 35 đến 40 mét có một thanh niên, nạn nhân là Đức Anh, đang đứng trước cửa kêu lên rồi nằm gục xuống, máu chảy ra. Tướng Sô thông tin và cho biết viên đạn bắn ra cách đó khoảng 25 đến 30 mét, trúng anh Đức Anh, sinh năm 1999, quê ở Quảng Nam, là sinh viên năm tư trường Đại học Giao thông Vận tải, khiến nạn nhân trọng thương gục tại chỗ. Người đàn ông và nhóm bạn đã lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện gần đó, nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau đó, người này đã đến trụ sở công an để đầu thú. Tướng Sô thông tin thêm. Như trước đó đã đưa tin, vào khoảng 22 giờ 13 ngày 30 tháng 10 năm 2020, anh Đức Anh là sinh viên năm tư trường Đại học Giao thông Vận tải đang đứng chờ bạn tại địa chỉ số nhà 26 ngõ 26,
đường Võ Văn Dũng, phường Ngô Trời Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Khi An An vừa xuống, chỉ một phút sau thì bị một vật lạ nghi là đạn bắn vào màn sườn bên phải, khiến An chỉ kịp kêu lên một tiếng và gục tại chỗ. Theo chị Dung, người thân của anh Đức Anh cho biết, nam sinh này trúng đạn ngã xuống, chỉ kêu lên một tiếng á. Khi chị Dung chạy ra thì phát hiện máu mũi, máu mồm của Đức Anh trào ra liên tục rồi rơi vào trạng thái bất tỉnh. Theo người nhà nạn nhân cho biết, Đức Anh sinh năm 1999, là sinh viên năm tư trường Đại học Giao thông Vận tải, ủy viên ban chấp hành đoàn trường, phó bí thư liên quan chi đoàn qua đào tạo quốc tế. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin tiếp theo. Tổ trưởng dân phố giả chữ ký người dân trong danh sách nhận gạo cứu đói. Một tổ trưởng tổ dân phố ở Đắk Nông đã giả mạo chữ ký nhận gạo cứu đói của người dân rồi chia cho những người khác ngoài danh sách. Liên quan vào việc bớt chén gạo cứu đói dân nghèo mà báo đã phản ánh, ngày 2 tháng 11, ông Hoàng Văn Chuẩn, tổ trưởng tổ dân phố 1, thị trấn Ea Lin, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, thừa nhận người dân phản ánh là đúng. Theo ông Chuẩn, những hộ bị cấp thiếu gạo là do tổ dân phố bớt lại để san sẻ cho các hộ khác ngoài danh sách. Đối với 4 hộ không được nhận gạo, ông Chuẩn cho biết do tổ dân phố thấy họ có nhiều lúa trong nhà nên đã cắt, dự kiến cho họ nhận đợt sau nhưng chưa thông báo cụ thể. Tuy nhiên có hộ khi tổ dân phố thông báo thì nói nhường lại nhưng sau đó lại có ý kiến có hộ không nhận được gạo do tổ dân phố thiếu sót và đã xin lỗi cấp lại. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thị trấn chỉ đạo và tôi đã bỏ tiền túi ra mua gạo trả lại, đồng thời xin lỗi dân rồi, ông Chuẩn nói. Về việc người dân phản ánh những đợt cấp gạo cứu đói trước, nhiều người bị giả chữ ký, ông Chuẩn phân rành rằng đợt cấp gạo hồi Tết Nguyên đán quá lâu, ông không nhớ được, song ai có trong danh sách thì cấp, giờ dân nói như vậy, ông cũng chịu không thể giải thích được. Nhiều khi người dân không có nhà, cháu người ta đi lấy mang về, nhưng không cho người ta biết. Nếu chúng tôi chờ đúng người được cấp gạo khi có cả 1-2 tháng mới cấp hết được gạo, anh em người ta phát cho thì ký về hồ, ông Chuẩn giải thích. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân thị trấn Ea Lin đã có văn bản phúc đáp thông tin của các cơ quan báo chí cho thấy tổ dân phố 1 có 109 khẩu trên 26 hộ được hỗ trợ 1.635 kg gạo, ông Chuẩn cấp thiếu gạo đối với 17 hộ 630 kg, không cấp 4 hộ 315 kg. Trong quá trình cấp gạo, ông Chuẩn nhờ 4 người hỗ trợ và tự ý cấp 945 kg cho 35 hộ khác ngoài danh sách phê duyệt. Đến nộp danh sách, nhận gạo quyết toán theo quy định ông Chuẩn đã tự ký tên của các hộ dân được phê duyệt hỗ trợ gửi về cho Ủy ban Nhân dân thị trấn. Theo Ủy ban Nhân dân thị trấn Ea Lin, ông Chuẩn không phải là anh chặn gạo của các hộ dân, không tư lợi cho bản thân hay gia đình. Tuy nhiên, ông Chuẩn đã làm sai quy định, không thực hiện đúng chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thị trấn tự ký tên của các hộ để quyết toán. Ủy ban Nhân dân thị trấn đã báo cáo cấp trên và xin ý kiến chỉ đạo sớm tổ chức họp dân để kiểm điểm ông Chuẩn rồi công khai sự việc. Bên cạnh đó sẽ lấy ý kiến người dân về bãi nhiệm tổ trưởng tổ dân phố đối với ông Chuẩn và có hình thức xử lý đối với đảng viên vi phạm, văn bản nêu. Như báo đã phản ánh, nhiều hộ dân ở tổ dân phố 1 gửi đơn tới các cơ quan chức năng tố cáo việc bị ăn chặn bớt chén gạo hỗ trợ cứu đói. Theo tố cáo, từ đầu năm đến nay, người dân tổ dân phố 1 được nhà nước hỗ trợ 3 đợt gạo cứu đói. Tuy nhiên, nhiều hộ có tên trong danh sách phê duyệt nhưng không được nhận gạo. Một số hộ khác nhận nhưng lại bị bớt chén, nhiều hộ bị giải chữ ký nhận gạo.